Chị ơi, người nhà chồng em bị đột quỵ mất, em không biết nói tiếng Hàn như thế nào và cũng không biết viếng như thế nào. Chị chỉ giúp hộ em cảm ơn. Ok, vấn đề này thì không phải riêng một mình bạn mà có rất tôi nghĩ rằng là rất rất nhiều bạn cũng sẽ không biết được là lễ nghĩa trong phong tục trong viếng người đám tang của Hàn Quốc, người Hàn Quốc như thế nào. Thì hôm nay hãy cùng Huyền đi tìm hiểu nhé. Khi mình nhận được tin là có người mất thì mình sẽ nói câu tiếng Hàn là Samka Koin em miếng bông bông pimita, có nghĩa là kính viếng hương hồn cố nhân yên nghỉ nơi chính suối, hay hoặc là cầu cho người chết được siêu thoát. Ở Hàn Quốc thì hoa cúc trắng được là hoa đặc tượng trưng trong tang lễ của người Hàn Quốc. Trang phục mặc đi dự đám tang thì chúng ta phải chọn màu đen hoặc là tối màu, và chúng ta nếu mà có mặc váy thì mặc váy phải quá đầu gối, và nhớ là nhớ đi tất nha các anh chị em. Ở nhà tang lễ thì thường người ta sẽ có sẵn là phong bì để chúng ta đựng tiền phúng viếng và cách viết cũng như là cách chúng ta viếng lễ tang nhé. Và cũng có sẵn cả cây ATM để các anh chị em rút tiền mặt, nên các anh chị em không cần phải lo lắng nhé. Trước khi đi vào viếng thì chúng ta nên cởi áo ngoài và bỏ mũ ra. Sau đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy nào hô sang sô, tức là sẽ có một người trực ở đó và chúng ta sẽ viết tên vào đó là muốn sang két đốc đó. Muốn sang két đốc ở đây thì nó hay còn gọi là pháng miếng đốc ấy, thì nó là sổ ghi danh sách mà những người khách đến viếng. Khi chúng ta ghi tên thì chúng ta nên ghi dọc nhé mọi người, và ở trên phong bì cũng vậy, chúng ta sẽ ghi là dọc nhé phong bì viếng nhé. Khi bước vào thì chúng ta sẽ thấy chủ tang đó là Sang Chu và An Sang Chu, đúng không ạ? Có thể là đứng hai bên hoặc là đứng một bên, thì chúng ta sẽ cúi gặp người chào nhẹ. Sau đó chúng ta sẽ tiến vào dâng hương hoặc là dâng hoa, bún hăng, tố nừng, hoan hoa. Nếu là dâng hương thì chúng ta sẽ quỳ xuống và dùng tay phải cầm hương để thắp hương, sau đó thì chúng ta sẽ vẩy nhẹ, tránh là không được dùng, tuyệt đối nhé, không được dùng miệng để thổi tắt hương ạ. Còn nếu là dâng hoa thì các bạn sẽ làm như trong hình nhé, một tay úp một tay ngửa, đầu của bông hoa sẽ hướng về lòng của mình và cuống hoa thì sẽ hướng được về bàn thờ, và chúng ta tiến lại gần bàn thờ chúng ta đặt nhẹ lên. Nhưng gần đây thì có những nơi thì họ sẽ là đặt cuống hoa ra ngoài, và chúng ta sẽ tùy theo gia chủ mà chúng ta đặt hoa nhé. Bước thứ ba đó chính là chế bê quân mục nhân, tức là chúng ta sẽ quỳ lại hoặc là chúng ta sẽ đứng lại, và đối với con trai thì tay phải của chúng ta đặt bên trên, còn đối với nữ thì chúng ta tay trái đặt lên trên ạ. Và nếu mà chúng ta cúi lại thì chúng ta quỳ lại thì chúng ta sẽ lại hai lần nhé. Nam thì chúng ta sẽ chắp tay phía trước ngang ngực và chúng ta sẽ cúi xuống lại, còn nữ thì chúng ta để thẳng xuống quỳ xuống và tay của chúng ta để hai bên rồi lại ạ. Sau đó là chú mun, tức là chúng ta sẽ viếng chào chủ tang. Nếu mà ví dụ như chủ tang mà quỳ xuống thì chúng ta cũng sẽ quỳ xuống lại chủ tang, còn nếu không thì chúng ta chỉ cần đứng nghiêng người chào chủ tang ạ. Sau đó rồi cuối cùng chúng ta sẽ làm cúi cơm chờ tang, tức là chúng ta sẽ gửi phong bì viếng, thì chúng ta quay lại cái hô sang sô ấy ạ, thì ở đó nó sẽ có một cái thùng, một cái nỗ để chúng ta sẽ nhét phong bì vào đó ạ. Cuối cùng thì chúng ta có thể là ở lại ăn cơm, là chúng ta có thể là về luôn cũng được ạ. Các bạn vừa cùng mình đi tìm hiểu lễ nghĩa tang lễ ở bên Hàn Quốc này như thế nào rồi đúng không ạ? Vâng, bây giờ là vào mùa hè rồi, tình trạng đột quỵ xảy ra rất là nhiều, nên chúng ta cần phải bảo vệ chính sức khỏe của chúng ta. Mọi người cũng vậy, bình thường ngày mình sẽ dùng omega 3 để mình sẽ bảo vệ cho chính sức khỏe của mình cũng như là gia đình người nhà mình. Chỉ cần một ngày là một viên thôi là các bạn sẽ có thể là chống ngăn ngừa đột quỵ được ạ. Các bạn chỉ cần là uống sau khi ăn.